Tường và Quyền Linh chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhà tài trợ nhãn hàng Liverpool OPC thanh nhiệt giải độc phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan đã tài trợ cho chương trình. Thưa quý vị, mỗi tuần trôi qua rất là nhanh và chúng tôi mong muốn rằng bạn Nguyễn Hòa tới để được xem, để được nghe, để được chia sẻ những cặp đôi họ đang trên đường chinh phục tình yêu của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi để xem họ có bấm nút hẹn hò với nhau không nhé. Cầu mong họ bấm nút. Hai mối tình đầu thì cũng kéo dài lâu, cũng 10 năm á. Em không thích bạo lực, có những có khuynh hướng bạo lực. Anh sẽ là người quyết định chứ không cho bà quyết định. Em nghĩ là cũng có hơi khó tính một chút xíu, nhưng mà đàn ông phải như vậy mới được. Được được. Ai có lẽ không có duyên thôi. Nhưng mà em cảm thấy thật sự là hơi tiếc cho bạn trai, có vẻ hơi vội vã quá. Có lẽ vẫn là cái tôi quá lớn, mình không trách được họ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời các bạn. Thả màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và các quý vị khán giả. Xin chào bạn phía bên kia màn. Em tên là Vũ Thị Hoài Hương. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa. Và hiện nay em đang là nhân viên phòng kế hoạch của công ty chuyên về may mặc xuất khẩu ạ. Ở đâu em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở thành phố Biên Hòa. À ở Biên Hòa, làm việc ở Biên Hòa luôn. Dạ. Mời bạn nam. 29 tuổi ha. Dạ. Mời bạn nam. Chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Ngọc Việt, năm nay là 34 tuổi. Hiện tại em đang trưởng bộ phận của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Nha, sinh sống và làm việc ở Biên Hòa. Biên Hòa luôn, vậy là hợp nhau rồi, thuận lợi rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em học rất là nhanh. Trong công việc thì rất là có nghị lực ạ. Thì điểm yếu của em là gì? Tính ra điểm yếu em nhiều lắm. Những cái nào mà nó nổi trội nhất, nó yếu nhất? Tính của em nó hơi trẻ con một chút xíu. Hơi thích nhõng nhẽo một chút xíu. Dễ là bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, không có che giấu được vậy. Rồi. Bạn nam, điểm mạnh điểm yếu mình thế nào? Điểm yếu của em trước thì em yếu hơi nhiều. Nhất là tình của em hay quên. Hay quên. Vâng. Gì nữa? Trong tình yêu thì không được lãng mạn lắm, hơi cầu toàn. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh của em thì dễ chuyển, nói chung là cầu tiến, biết thể thao, bóng đá, bóng bàn. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là em quen lúc mà em 20 tuổi. Còn mối tình thứ hai thì quen cách đây 4 năm rồi. Dạ, lý do tại sao chia tay? Và sau thời gian tìm hiểu rồi thì thấy là tính cách không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình rồi. Hai mối tình đầu thì cũng kéo dài lâu, cũng 10 năm á. Hồi sinh viên và thời ra trường cũng yêu xa, ngày sau chia tay. Còn mối tình thì ba chắc kéo dài được 1 năm. 1 năm thì cũng chia tay được gần 2 năm rồi. Hôm nay em muốn tìm một người bạn trai của em như thế nào? Nói chung là đối với em thì ngoại hình ưa nhìn là được rồi ạ. Nhưng mà còn tính cách thì tìm một người mà tính tình vui vẻ. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình, người chồng tương lai của mình? Em không thích quá gia trưởng ạ. Bạo lực, có nghĩa có khuynh hướng bạo lực. Bên kia có khuynh hướng bạo lực không em? Bạo lực thì không, nhưng mà gia trưởng thì theo nghĩ em cũng có một chút xíu nào đấy thôi. Dạ, anh có gia trưởng nhiều lắm không anh? Anh nghĩ cái vấn đề gia trưởng là do anh nghĩ như vậy, nhưng mà theo anh nghĩ là do mình sống tự lập. Dạ. Tất cả mọi thứ mình quyết định, gần như cũng ít khi vấn đề gì hỏi ý kiến người khác á. Nhưng mà nghĩ nữa, em có vợ gì em có gia trưởng không? Nhưng nếu bây giờ là... thấy vợ mình đúng hết rồi thì mình chấp nhận, cái đó là quyết định của mình chấp nhận. Là mình có để vào mình quyết định không? Thì cái đó là mình quyết định, nhưng mà đấy là ý của vợ. Cũng không cho vợ quyết định hả? Sao trả lời lòng vòng dữ vậy? Sao chị ạ? Là giờ cuối cùng giả tỷ như mình thấy là vợ đúng đó thì nhưng mình mà anh sẽ là người quyết định chứ không cho vợ quyết định. Rồi anh có quyết định cái chuyện đó? Em sẽ đồng ý về quyết định vấn đề đó. Em sẽ đồng ý cho vợ quyết định vấn đề đó. Cái mẫu người bạn gái của anh là mẫu người như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là thứ nhất là dễ nhìn tí, rồi cao thì tầm 1m52 là được. Nói chung là đừng có dữ quá, vì tình em cũng đâm rất là ít cãi nhau, không thích cãi nhau. Thường cãi nhau thì có thể là em bỏ đi hoặc là em không có nói. Chứ không có bạo lực, không có vũ phu đúng không? Không, cãi nữa thì không. Đừng có sơn móng tay móng chân le lẹt. Rồi tóc đừng có nhuộm cái màu nó y vậy. Này trời ơi, đưa tay ổng còn không tin nữa. Tóc nhuộm là sao? Tức là nhuộm tóc dễ thương mà. Không dễ thương thì được, còn đừng có màu xanh, màu đỏ hay là màu vàng gì đó. Thật ra là em không thích. Có vẻ phụ nữ truyền thống quá hả? Mình có làm dâu không? Mình ở một mình hay là... Em đang ở một mình.
ở một thì mình đi làm dâu chắc là không phải. Mình lập nghiệp ở Đồng Nai luôn hay sao? Vâng. Muốn sinh mấy con, rồi sinh con trai hay con gái? Trai gái cũng được. Chắc không? Em không quan trọng. Không quan trọng. Anh này gì cũng được hết. Chỉ có tí xíu ở cái chỗ mà gia trưởng đó em phải thuyết phục. Dạ, muốn vợ chưa? Tùy em, tùy tài năng của em. Anh được hết rồi đó. Hối lắm hả? Vâng. Còn nếu được thì bao lâu đám cưới? Cái đó giữa hai người tìm hiểu thì có thể là một năm hoặc là ngắn hơn cũng được. Ngắn hơn là 2 năm cũng được. Ngày nay thì được rồi. Coi mặt đàn gái con sao coi đi. Thôi dễ thương quá. 29 tuổi mà trẻ quá ha. À, nãy giờ em nghe nói thì em cảm nhận anh này có khó tính lắm không? Dạ em nghĩ là cũng có hơi khó tính một chút xíu, nhưng mà đàn ông phải như vậy mới được. Oh. Được. Được. Nói chứ anh cũng dễ chịu lắm, anh đầm tính. Anh nói vậy thôi chứ anh nghĩ cái tính tình anh này rất là dễ. Em rất thích con người mà có tính tự lập với rất có nghị lực, em rất thích. Rất thích đúng không? Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Cờ bạc với bạo lực á anh ơi. Không phải em có rồi. Nãy chị có hỏi vụ bạo lực rồi không có. Giận là anh bỏ đi thôi, anh im lặng thôi. Em nghĩ gì nếu chúng ta gặp một người đàn ông không có một chút lãng mạn nào hết? Dạ thì em tự tạo ra lãng mạn cho anh ấy. Được. Cố gắng nha. Không có lãng mạn là cô ấy tự tạo lãng mạn đấy. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với em gái em ạ. Em gái, em gái ruột hả? Dạ em gái ruột. Rồi, chờ gặp em ruột. Đó, thấy em ruột dễ thương chưa? Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào anh trai trên đấy và quý vị khán giả. Em tên là Hạnh, em là em gái của chị Hương. Thì em thấy anh trai này khá hiền và tính của anh rất là chín chắn. Em mong rằng anh chị nên tạo cho mình cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em đi với ai? Mình hỏi ý kiến cái coi. Trai. Tại em đi với Di, với Dường, với một cô em gái. Dạ chào dì ạ, dì cho ý kiến cái gì? Chào chú Quỳnh Linh và chào cô Cát Tường, chào các bạn khách trong chương trình. Cháu cũng lớn tuổi rồi, năm nay 34 tuổi rồi. Nhà cửa thì ổn định hết rồi, công việc cũng ổn định. Giờ thì cầu mong cái cháu để nhanh có gia đình. Em gái đi, chào em gái đi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, em thích chị. Đó. Thôi kéo màn lên. Rồi cho hai bên gặp mặt nhau nha. Kéo màn lên. Lần đầu tiên gặp mặt anh tặng em bó hoa. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Rồi chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói tất cả những gì suy nghĩ của mình nãy giờ. Lòng này anh cũng rúng quá, không biết này hỏi gì đấy. Sau khi kéo màn lên xong rồi á, anh nhìn thấy em thì anh có cái ấn tượng nào không? Thì ấn tượng của anh là thấy như người mà anh gọi là anh lúc nãy anh nói thiệu phân là người gọi là gá trắng. Anh hơi đen. Anh muốn thì đầu tiên là về giá về là anh ghế. Dạ ok. Thích dáng gì da đó. Dạ hồi nãy là em có nghe anh nói là anh không có thích mà phụ nữ nhuộm tóc á. Thì em có hơi nhuộm chút xíu có sao không anh? Nhuộm này thì không sao. Dạ. Không có quan niệm được không? Khi sinh con trai gái gì không? Tại vì là phụ nữ là có thêm chức là mẹ, cho nên là đối với em thì con trai con gái gì thì cũng thương hết. Nhưng em chỉ sợ bên chỗ anh có cái phải yêu lòng cầu thì, là con trai không? Anh thì gia đình có 3 anh em trai. À nên dạ. Anh rất là thích con gái. Hiện tại là em ở chỗ nào biết hoa? Dạ em ở phường Trảng Dài á anh. Dài à? Dạ. Anh có anh ở chỗ nào vậy? Anh ở phường Tân Phong. Vậy là từ nhà anh chạy thẳng là tới nhà em đó anh. Chắc là vậy gần rồi. Hai thứ bảy chủ nhật em được nghỉ không? Dạ em chỉ được nghỉ chủ nhật thôi, em không có nghỉ thứ bảy. Thì thời gian anh thì cũng vậy, từ 5 giờ anh chỉ nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật. Thế nếu như trong thời gian đó thì nếu như lúc em rỗi buổi tối thì anh có thể em anh cùng đi xem phim hay là Nhà gần xịt nhau mà chạy có chút xíu mà ngày nào cũng gặp cũng được mà. Hôm nay thì mình cũng dù sao là có cái duyên thôi. Dạ, đến chương trình này cũng qua bao nhiêu vậy thì anh nghĩ là hai nhà mình nên cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm. Dạ. Thì theo như là em cũng nghĩ là tại vì trên chương trình thì mình cũng chỉ có gặp nhau thời gian có hạn thôi, chưa có tìm hiểu được nhiều, cho nên là nếu mà muốn biết một con người mà tốt hay xấu hay như thế nào có hợp hay không thì em nghĩ là nên có nhiều thời gian để mình tìm hiểu thì mới là tốt. Cảm nhận gì chưa, rung động gì không? Cảm nhận về người đối diện như thế nào? Từ nãy đến giờ là em rung lắm rồi nên giờ em cũng không biết làm sao. Em thấy trong người nó có khác gì không? Dạ, em hồi hộp quá. Trạng thái nó khác rồi ha. Dạ, bạn trai thì sao? Thực lòng là em cũng hơi rung, cho nên là nhiều lúc nó loạn nhịp. Loạn nhịp. Rất dễ thương.
Rồi. Đặt tay vào nút bấm. Nút vào đâu? Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Và hãy có trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nhé. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là để hẹn hò và tiến đến hôn nhân. Trong 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hết hồn, hết vía. Nắm tay cái gì bạn? Trời ơi, hên, hên quá ha. Vui quá. Không, cảm giác sao giờ? Sao mặt anh buồn vậy? Anh tươi lên cho anh. Trời ơi, ba nắm tay bạn gái mặt buồn quá. Vui lên. Suy nghĩ gì? Cảm giác bạn nữ sao? Dạ, em rung quá. Rung quá hả? Dạ. Hổm á, mới là offline gặp các bạn muốn hẹn hò đó. Có một cái anh đó, anh lên đây mà anh bắt đền anh đó. Anh nói chuyện với em, bữa đó anh bận, em đi phỏng vấn ảnh. Anh nói là lúc đó đó trên sân khấu bấm nút mà anh Linh không cho hôn, cho nên cuối cùng về cô đó bỏ ảnh. Thôi được rồi. Tại sao cặp nào cũng được hung mà hả? Cặp đó không cho người ta hung. Thôi vậy giờ phải hung. Hung không quý vị? Mình chấp nhận rồi, mình bấm nút, nắm tay, sao buông rồi. Rồi hung nào. Thôi em xin phép hôn tay nha. Dạ. Nhá, đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cộng rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox, các bạn có thể đi xem phim thoải mái. Đưa vé cái buông tay ra ra được. Nắm tay luôn. Không có được buông. Nắm hoài luôn nha. Không được buông nha. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là máy nước nóng hiệu Atlantic và một máy nước nóng hiệu Santon gửi tặng hai bạn. Tổng trị giá là 7 triệu đồng. Hy vọng chúng ta sẽ dùng máy nước nóng này để xài chung một nhà. Mời hai bạn đi hẹn hò xem phim.